thấy không? Thành ra mình nên kêu cái gì chỉ không cái Việt Nam nó gì không, tức mình ý lại cái phước báo hả, lúc nào mình cũng phải kêu cái gì nương náu trong cái phước báo bên trong của mình mới là đúng rồi. Chứ thành ra bất kỳ tai nạn nào cũng không thể đụng chạm tới mình được, thấy không? Thành ra quý vị mặc dù cả nước đau thương nhưng quý vị ra đi ăn còn rồi ngồi đây đòi gặp sư phụ hoài, rồi vẫn gặp hoài. Ví dụ vậy đó hả? Rồi không những thế mà quý vị còn đem được cái phước báo, cái sự tu hành mà cái bộ công việc tu hành của mình đó mà gia trì cho nước Mỹ nữa, hoặc là những nước nào quý vị sống hả? Chứ quý vị thấy đây nước Mỹ họ tu hành cũng lai rai, thấy không? Bây giờ quý vị biến thành công nhân Mỹ rồi, quý vị tu ở đây nước Mỹ được thành công, thấy chưa? Nước Mỹ được thêm phước báo. Không những nước Việt Nam, ở Việt huyết thống, quan hệ huyết thống quý vị đã có giúp họ phước báo rồi, nhưng mà nước Mỹ vẫn được phước báo, thấy không? Làm gì gốc với mình nhiều người Mỹ này lại cho tôi đâu. Thí dụ vậy đó, bây giờ quý vị thành công nhân Mỹ rồi, thành ra giúp cho thế giới, quý vị thấy không? Người Việt Nam ở đâu bây giờ cũng có hết, cho nên họ tu hành, rồi họ giúp cái nước đó, họ biến thành công nhân nước đó, họ giúp cái nước đó. Tại vì nước đó, người công nhân của họ ít tu, thí dụ vậy đó, hoặc là tu hành không có thành công. Thành quý vị thấy, Thượng Đế an bài cái gì cũng tốt cả. Nhưng mà nhiều khi, trong cái sự an bài đó, mình thấy cái phạm phu, cái ý niệm phạm phu của mình nó không vừa ý. Mình nói trời, nếu mà như tôi là Thượng Đế hả? Là tôi làm khác đi. Mà tôi làm lộn xộn. Nhiều khi mình chê Thượng Đế là cũng đúng nữa. Nhưng mà thật ra, tại mình không biết cái chân lý mà thôi. Mình không biết cái cách đúng của Thượng Đế. Tại mình dòm cái bên ngoài mà không dùng cái bên trong. Thí dụ như một người con gái rất là đẹp, hoa hậu thế giới đi rồi. Nhưng mà mình chỉ nhìn cái sa đồ đi, cái bóng đen của cô trải dài trên mặt đất thôi. Làm sao biết người nó đẹp như thế nào, phải không? Cái thế giới này là cái bóng đen của cái thế giới thật, quý vị hiểu không? Cái bóng đen của thế giới hoàn mỹ, của thế giới tốt đẹp 100%. Thường thường cái bóng nó quẹo, nó quẹo luôn, phải không? Nhiều khi bị che một nửa, cái đầu thì nó dẹp xuống ha, cái cẳng nó dài ra, rồi cái chính giữa nó eo này, phải không? Cái bóng của người nhiều khi nó bị trịch trặc đi, phải không? Nó không giống như con người thiệt, mà vốn là đã không giống rồi, nhưng mà còn trịch trặc thêm lắm nữa, phải không? Thế nên mình dồn cái bóng làm sao mình có thể nói là cái người nó xấu được? Mà cô ta là hoa hậu thì giống như vậy, giống cùng một cái ý thức như vậy, cùng một cái sự thật như vậy. Cái đời sống, cái cuộc thế giới này là cái bóng đen thôi, cái bóng trải ra thôi của cái thế giới thật. Cho nên khi mình ngồi thiền mình mới sung sướng, thấy không? Mình thấy không có thế giới, không có tai nạn, không có gì động chạm cho mình, mình thấy mình thân thể mình cũng mất tiêu luôn, tại vì mình đã xâm nhập cái thế giới thật của tạo hóa rồi. Cái thế giới hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào cả, không có đau khổ gì cả. Mình đau khổ là tại vì mình ở thế giới giả, ở cái trong cái bóng đen. Mình chê bai là bởi vì mình thấy cái bóng đó nó ngoằn ngoèo, nó dày thòn, hoặc là nó cục ngủ, hoặc là nó dẹp lép. Nhưng mà khi mình thấy được cái người thật, cái chủ của cái bóng đó, mình mới có quyền phê bình, thấy chưa? Có người thật nó đẹp đẽ, nó giống cái bóng đâu, phải không? Cũng giống như vậy, cái thế giới thật ở đâu cũng là thế giới Phật cả, thấy không? Cho nên quý vị ngồi ở trong, nhiều khi ngồi trong phòng tắm cũng thấy là cảnh giới của Phật hiện ra, thấy cái thế giới này là cảnh giới Phật, thấy không? Cho nên cái lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn đại thế, có một vị đệ tử của Phật á nghi ngờ rằng, nói là sao Phật tu hành mà sao không có phước báo á? Nghe nói như Phật, đất Phật á, ở đâu, bất cứ vị Phật ở đâu là cái đất đó là đất Phật, phải không? Mà đất Phật là trang nghiêm, đẹp đẽ, lạnh gì mà giống gồ ghề mà dơ giấy giống cái đất của mình vậy, mà sao Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kêu bằng ổng là giáo chủ của đất này,
mà ổng là Phật, ổng ở đây thì sao đất ông xấu vậy? Nghe nói những ông Phật trên kia đất ông đẹp vậy, và mà cái ông gì lá đi đất á, rồi kim cương làm nhà này kia, thất bảo làm trần này kia ha, xong cái đất Phật xấu quá, ông gì thành Phật mới cho ông thấy đất xấu là tại ổng xấu. Tâm tịnh là quốc độ tịnh, vậy đó. Cho nên thấy ông thấy tự nhiên biến đại ra ha. Cho nên quý vị thường thường chưa có tu hoặc là chưa có nhập cho trong cái cảnh giới mà đại định hoặc là cảnh giới trang nghiêm thì quý vị chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Khi mà tu hành hoặc là lúc nhập định á thì mình thấy cảnh giới bên trong luôn, phải không? Bên ngoài thì mình biết cảnh giới bên ngoài, cái xáo đồ, cái bóng của cái cảnh giới thật. Ở bên trong mình thấy được cảnh giới thật nó đẹp đẽ vô ngần. Mình ngồi đâu cũng là cảnh giới thật cả. Cho nên nói Phật tại tâm mà, phải không? Đúng vậy phải không? Mình đem cảnh giới Phật tới đây hoặc là không phải, vốn cảnh giới này là Phật rồi. Mình thấy cái copy, mình thấy cái gì? Copy cái bản sao của cái bản chánh thôi, phải không? Cái bản sao thôi mà mình cũng mê muội tới mức vậy thôi, huống chi là bản chánh, phải không? Cái bóng không đó mà mình thấy ồ con chắc đẹp, cái mũi nó hình như nó cao lắm, nhìn thấy cái bóng nó cao lắm, tóc nó dài, mình cũng mê chết luôn á, muốn chi nhìn thấy cái cô đó cái người đẹp thật nữa, cho nên sau khi mình thấy người đẹp thật rồi cái mình bỏ cái bóng là phải nói mà mua gì đó, nó thấy rõ ràng cái người đẹp ở trong cửa rồi mà còn đứng còn nhất định chạy ra ngoài cửa ra dòm cái bóng không phải không, làm gì có phải không, nhất định mình mới nhìn người thật chứ hả. Cũng như vậy, sau khi mình đã khai ngộ rồi, mình nhìn được chút đỉnh cái cảnh giới bên trong rồi, hoặc là mình nhìn được hoàn toàn cảnh giới bên trong rồi, mặc dù một thoáng thôi, mình cũng không muốn nhìn được cảnh giới giả nữa. Cái cảnh giới giả bên ngoài không có sức thu hút gì đối với mình nữa. Phải không? Mình ở mà chơi thôi, phải không? Cho nên nói mà cái người mà xuất gia thật sự á là cái người khai ngộ. Khai ngộ rồi mà đúng sạch là xuất gia, phải không? Mình không ở chùa nhưng mà tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Mình không cạo đầu cắt tóc bẩn quần áo nhà tu nhưng mà cái lòng mình không quyến luyến trần gian. Thấy chưa? Không tham dục vọng gì nữa cả. Mình có chồng có vợ có gia đình lo lắng cho bởi vì bổn phận phải lo, nhưng mà tâm mình không còn ham muốn, không còn cái vật tư riêng, không còn cảm thấy muốn chiếm hữu cái gì cả, phải không? Nó đúng là thật sự xuất gia là như vậy. Xuất gia trong tâm nó quan trọng hơn là xuất gia bên ngoài. Bây giờ thì mình thấy xuất gia bên ngoài rắc rối quá, đi qua mỗi lần đi qua cái đường rắc rối quá, thôi chịu luôn. Xuất gia bên trong nó trường tồn vĩnh cửu. Xuất gia bên ngoài cái quần áo mình đổi lại đổi đó luôn nó lẹ, phải không? Thật ra bây giờ sư phụ không có dẹp, không có đâu, không có nói xuất gia tại gia gì nữa. Nhiều khi xuất gia tại gia quý vị chấp ở trong cái hình tướng đó, lúc nào cũng đòi phải kêu một người xuất gia tới. Người xuất gia nó chấp gì cái đẳng cấp của họ cao hơn quý vị đâu, thấy không? Bằng chứng là quý vị nhiều khi nghe mấy người xuất gia báo cáo thể hiện của họ thấp lè tè. Vì khi nói sư phụ bọn mình không kịp. Cho nên mình còn chấp nhất vào một cái gì á hả? Tức là phải biết rằng không ai trách cứ gì mình, không ai chửi với mình, nhưng mà phải biết rằng cái trình độ mình nó chưa cao thôi. Để mà mình nhận xét chính mình, mình tự kiểm soát mình mà mình tiến bộ là những gì khuyết điểm mình phải cắt bớt vậy thôi. Mình biết mình làm thầy chính mình chứ bắt ai làm thầy chứ mình bây giờ, thấy không? Vậy thôi. Thì thôi quý vị về ngủ ngon hả? Khi mà mỗi lần tới Mỹ là những người mà quen thuộc mà thị giả của sư phụ hoặc là những người mà video giỏi là bị cắt hết. Không cho vì sao? Kỳ cục. Mình muốn làm lỗi làm gì hết, tài sản mình nhiều như vậy cứ để đảm bảo mấy người đó đi ở lại bình an, cũng không cho cái nước Mỹ thôi mà nghiệp chứng phúc báo nặng nề vậy.
lần nào đi qua Mỹ rồi sư phụ cũng mệt lắm, có đủ thứ những cái chuyện không có vừa ý, nhưng mà kỳ này bớt đỡ, nó không xét hành lý là biết rồi, biết là ta đỡ lên rồi đó, biết cho phước báo lên. Phước báo nhẹ nhàng rồi trước phước báo nặng nề, mỗi lần đi qua Mỹ là bệnh gần chết, hoặc là có những cái chuyện gì thương tâm mà không thể mà giải thích được, hiểu chưa? Kỳ này mà hành lý xét lần nào cũng 4-5 tiếng rồi, trễ máy bay, trễ đủ thứ, chướng ngại tùm lum. Kỳ này không muốn xét hành lý rồi, biết xe ta đã tới đông rồi ha. Thôi dừng thêm chút đi. Sư Thanh Hải mà các đệ tử trên nhiều quốc gia trên thế giới đã gọi thầy, gọi pháp sư là Master Thanh Hải, mà được quý đồng tu người Việt Nam dịch ra là sư phụ hay là thầy. Chúng tôi xin lược thuật một vài vấn đề về pháp sư Thanh Hải. Pháp sư Thanh Hải sinh trưởng tại Việt Nam, du học từ nhỏ tại các quốc gia Âu Châu, Anh Quốc, Pháp Quốc và Đức Quốc. Ngài nói được nhiều thứ tiếng và khi phục vụ tại Hồng Thập Tự Quốc tế giúp cho người tị nạn, Ngài đã gặp người quốc hữu của Ngài là bác sĩ, một bác sĩ người Đức. Nhận thấy rằng Ngài muốn được giác ngộ hoàn toàn, Ngài đã bàn và xin phép người phụ mẫu cho phép xuất gia. Và vì muốn trọn vẹn với tinh thần bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và thế huệ, Ngài đã được phép của người phó ngẫu cho phép đi phục vụ và chỉ dẫn con đường từ giải thoát cho người khác. Vì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trong đó Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng phương pháp Quán Âm là phương pháp cao nhất trong tất cả các phương pháp của thập phương tam thế Phật, đều thực tập để đi đến giác ngộ hoàn toàn, nên Ngài quyết định đi tìm chân lý trên các quốc gia trên thế giới. Trong lúc gần tuyệt vọng hoàn toàn, Ngài đã tìm gặp được một minh sư và dạy cho Ngài pháp Quán Âm truyền thống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong kinh Lăng Nghiêm. Ngài đã được đại giác ngộ hoàn toàn tại Hy Mã Lạp Sơn và trong một thời gian tu niệm, và vì có duyên cơ, Ngài đã đến Đài Loan và được nhiều người Đài Loan cầu xin Ngài ở lại để truyền pháp đó cho họ. Thủ đô Hoa Thịnh Đốn lần đầu tiên được tiếp đón Ngài Pháp Sư Thanh Hải. Tại Đại học Georgetown có trên hơn 2.000 người tham dự, và buổi nói chuyện
bằng Hán ngữ đã được dịch ra bằng các thứ tiếng cùng những câu trả lời. Xin kính chào Pháp Sư. Dạ, kính chào cô. Thưa Pháp Sư, có thể cho thính giả của Đài Việt Nam Vision of America Network biết về mục đích của chuyến đi vòng quanh thế giới của Pháp Sư và các quốc gia nào Pháp Sư và thành phố nào mà Pháp Sư sẽ qua hoặc đã đi tới. Tại vì lúc này cũng như tất cả mọi lúc khác, lúc nào những người mà học theo phép Quán Âm của sư phụ đó, họ lúc nào cũng mời sư phụ đi chỗ này chỗ kia để mà diễn giảng thêm cho tất cả những người khác họ nghe hiểu được. Cho nên đó là mục đích của chuyến đi kỳ này và cũng như mục đích của những chuyến đi kỳ khác. Nếu mà có thể kỳ viễn du toàn thế giới này gồm các nước Mỹ Châu, Âu Châu cũng như Á Châu, đã những nước mà đã thỉnh mời lâu năm thì được ưu tiên, và những nơi nào mà chưa đi qua đó thì sư phụ dành ưu tiên cho những nơi đó. Thì lúc này là cái trạm này là trạm hình như thứ chắc phải lấy cái chương trình chứ không thôi nói hiểu quên mất. Tà thống trong cho nó nào này sự cơ béo kìa của xe khoai. Rồi sau này sau Washington DC á, sư phụ đi Montreal, Canada, xong rồi đi qua Geneva, ở bên đó Liên Hiệp Quốc mời thuyết giảng trong Liên Hiệp Quốc Geneva. Sau đó qua những nước khác như là Pháp, Bỉ, Đức, còn nước Anh, nước Hà Lan cũng có mời, nhưng mà trong lúc này chưa có thể nào hứa được, bởi vì chương trình đã sắp sẵn. Có lẽ đi Hà Lan, ghé qua Hà Lan một chút, xong đó về còn Đại Hàn, Nhật, về Thái Lan, Hồng Kông, rồi có lẽ sẽ ghé qua Mỹ một lần nữa. Ghé qua thôi. Dạ. Thưa Pháp Sư, có thể cho biết khán thính giả không được tham dự buổi nói chuyện của Pháp Sư tại Đại học Georgetown biết về cái pháp Quan Âm mà Pháp Sư đi truyền giảng, thứ nhất. Thứ hai nữa là Pháp Sư có thể giải thích có phải đó là cái pháp Quan Âm mà Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đã thực tập và đã thành chánh quả khi Ngài đã học cái đó không? Dạ, dạ thưa đúng, dạ đúng. Pháp Quan Âm là pháp mà từ trước tới nay tất cả những vị đạo sư danh tiếng đều phải thực tập để mà trở về với bản lai diện mục của mình. Cho nên khi mình thực tập Pháp Quan Âm thì mình có thể thể nghiệm được, kinh nghiệm được những cái gì mà nói trong kinh điển, những cái cảnh giới cao, thí dụ như cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hay là những hào quang sáng suốt của những cảnh giới cao sang cấp Đức Phật, hoặc là nghe những âm thanh kỳ diệu của Phật tánh. Cho nên trong kinh mới nói rằng phản văn văn tự tâm, tức là hãy nghe vào chính ta, hãy nghe vào chính cái tự tánh của chúng ta. Cái tự tánh đó không phải là dùng ngôn ngữ mà diễn tả được, nhưng mà phải qua cái cách khai mở trí huệ của mình, tìm về cái sự vĩ đại của chính mình, lúc đó mình mới nghe được. Một vị Pháp Sư mà dạy phép Quán Âm á, thì cũng như một người chuyên nghiệp trong bất cứ một vấn đề nào ở trên thế gian. Ví dụ như anh biết làm quay video á, thì anh mới quay được. Chứ còn bây giờ bắt người khác ngồi một bên, không cần anh có thông minh cách mấy mà anh chưa có học được. Anh là bác sĩ hay kỹ sư gì nữa mà anh chưa có học cái cách video quay phim thì anh không thể nào làm được. Hoặc là làm một cách cẩu thả, hoặc là không có đầu óc thẩm mỹ. Vậy đó. Dạ, thưa Pháp Sư, có thể cho quý khán giả biết tại sao người theo Pháp Quan Âm phải ăn chay? Ăn chay được bởi vì mình muốn trưởng dưỡng cái tánh từ bi của mình thương yêu tất cả loài vật như là con cháu của mình vậy. Nhiều con cá nó sống trong nước để cho nó bơi lội trong đó cho nó vui.
lâu lâu mình đến mình thăm cho nó vui. Còn tất cả những con vật gì nó đều ham sống sợ chết á. Cho nên nếu mình muốn đi về con đường Phật Bồ Tát thì mình nên tập cái tánh từ bi của Phật Bồ Tát lần lần như vậy đó. thưa Pháp Sư có thể. Dạ thưa, có cần biết cái chương trình nữa không? Dạ, thưa Pháp Sư đọc sơ sơ cho Pháp Sư. Đại khái mấy cái trạm thứ nhất là Indonesia. Dạ, dạ thưa Nam Dương phải không? Dạ. Dạ. Trạm thứ hai là Singapore. Dạ, đã đây đi qua rồi. Dạ. Trạm thứ ba là Australia. À, Úc Châu đó. Dạ. Úc Châu có ba thành phố lớn. Dạ. Melbourne, Sydney và Brisbane. Dạ. Rồi đi qua Hawaii. À, Hawaii tiếng Việt Nam nói gì cả? Hawaii. Hawaii, dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Hawaii ở tại Honolulu. Dạ. Anh nói là có nói diễn giảng hai lần. À, ở đó thì có nhiều chương trình cũng vui lắm. Thí dụ như thị trưởng và những vị quan khách lớn ở Honolulu thì tiếp mừng sư phụ. Họ rất là khai mở và có tinh thần tu hành. Họ rất tôn trọng người tu hành. Sư phụ rất là ngạc nhiên. Thường thường ở chỗ Hawaii mình tưởng đâu người ta chỗ người ta ăn chơi. Nhưng mà thật ra họ rất là có tinh thần tu hành và tôn trọng người tu hành. Rồi sư phụ được mời vào trong thượng nghị viện của Honolulu để mà nói chuyện trong đó một thời gian. Xong đó đi qua Mexico. Mexico cũng là một thành phố rất là có tinh thần tu hành và đạo đức. Sư phụ ở đó nói diễn giảng rất là hợp ý. rất là sâu rút và được họ củng cố hoan nghênh và những người truyền tâm ấn rất nhiều. So với cái mình tưởng những thành phố như vậy xa lạ chưa có ai biết thì ít nhưng mà rất nhiều. Mexico, Mỹ Tây cơ ha, đúng rồi. Yeah. Rồi dạ xưa rồi đi qua Los Angeles. Tại vì lẽ ra không đi qua Los nhưng mà tại Mexico nó ở gần đó, sẵn đi ngang qua đã ghé lại luôn. Yeah. Chứ lẽ là Los Angeles đã đi nhiều lần rồi thì kỳ này không có tính đi qua. Xong đi qua Washington, Seattle đó thưa cô. Yeah. Xong rồi đi qua Colorado, Denver. Xong rồi bây giờ Washington DC là trạm này đây. Dạ, yeah. Đúng rồi, hồi nãy sư phụ nói đó. À, Canada, Switzerland, France, Gia Nói Đại, quên nói phải nói tiếng Việt Nam chứ. Gia Nói Đại, Switzerland thôi sư phụ quên mất. Switzerland sao nói à? Thụy Điển. Thụy Sĩ. Rồi nước Pháp, rồi đi qua nước Áo, rồi đi qua nước Bỉ, Belgium phải Bỉ không thưa? Dạ. Dạ, rồi đi qua nước Đức, nước Đức có hai chỗ là Munich và Berlin. Rồi đi qua Đại Hàn thì cũng có hai chỗ, một cái ở thủ đô và một cái ở một thành phố lớn khác là Busan. Rồi đi qua nước Nhật, rồi đi qua Hồng Kông, Malaysia. Nhưng mà còn những cái nước còn cái bằng bất ngờ chen vô đó như Hòa Lan này, hay là những nước khác, giờ tôi chưa có chưa có trong chương trình. Dạ, cảm ơn Pháp Sư. Dạ. Pháp Sư có thể cho khán thính giả của đài biết về cái phương pháp tìm cái bí quyết để mà tự khai ngộ đó, của phương pháp Quan Âm, nó có khác gì các phương pháp thiền khác không và khác chỗ nào? Dạ thưa, lẽ ra thì không khác. Thí dụ như mà bất cứ một phương pháp mà họ kêu bằng cái tiếng gì đi nữa, kêu bằng danh từ gì đi nữa, mà nếu mà giúp cho người ta khai ngộ được bản tâm của mình, nghe được những cái Phật âm ở bên trong. Thí dụ như trong kinh Phổ Môn có nói là Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bì thế gian âm. Thí dụ vậy đó. Và trong kinh Pháp Hoa, cái pháp mà Pháp Sư Công Đức đó, có nói rằng những người tu hành thì sẽ nghe được tiếng bên trong á. Tiếng của trời, tiếng của thần, tiếng của Atula, tiếng của... hay là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng... Nhưng mà bên trong đó, có thể nghe được giống y như bên ngoài đó. Thì bất cứ pháp môn nào, dù là cái danh từ gì đi nữa mà làm cho những người tu hành theo cái pháp đó có thể nghe được những tiếng như vậy bên trong đó, chứ không phải dùng tay mà nghe, rồi có thể thấy được những cảnh giới cao, thấy hào quang của Phật hoặc là thấy Phật, rồi sau đó tự mình chung hòa chung với Phật, thành Phật, đó là điều là pháp Quan Âm cả. Thưa, nếu mà muốn thọ và muốn học cái phương pháp Quan Âm đó thì trước nhất thì họ phải qua một cái buổi gọi là
nhận hay là tâm ấn đó. Thì thưa Pháp Sư có thể giải thích cho quý khán thính giả biết là nhận tâm ấn là gì, trong một cái nói một cách nôm na để cho người thường hiểu, người layman hiểu. Dạ. Thưa, truyền tâm ấn có nghĩa là mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái tâm mình đã sẵn sàng muốn trở về với cái Phật tánh vĩ đại của mình. Lúc đó thì vị thầy mới có thể giúp mình, coi cũng như nhấn cái nút điện tử vậy đó. Rồi cái trí huệ của mình nó khai mở ra. Thì dĩ nhiên mới khai lần đầu mình cũng hơi bàng hoàng, cho mình thấy chút thôi. Mình nghe một chút âm thanh gì của cảnh giới thấp. Mình thấy, nhiều khi mình thấy hào quang nhưng mà chưa được sáng lắm. Hoặc là thấy Phật nhưng mà thấy mờ mờ. Thấy cảnh giới Phật nhưng mà thấy một thoáng 2-3 phút thôi. Rồi tự nhiên một lát nó hết đi. Rồi từ đó về sau mình đã khai mở rồi, mình đi trên con đường của Phật tánh rồi. Thì từ đó về sau ngày nào mình cũng có thể tập như vậy được. Mình cũng thấy Phật, nghe Phật được. Thưa vậy cho có rõ ràng, đúng rõ ràng. Thưa Pháp Sư có thể nói rõ hơn như vậy. Cái Pháp Quan Âm đó có mấy cái quá trình để mà được đạt tới đó. Và họ, những cái người mà theo như vậy đó thì phải có một thời gian bao lâu, tùy họ, là vì nói như người Phật, đạo Phật khác thì nói rằng là phải tu lâu lắm mới được như thế này thế kia. Tu lâu tức là mình đã tu lâu lắm rồi đó. Thế nhiều khi mình tu kiếp trước bao lâu rồi mà mình chưa biết, cho nên biết đâu kiếp này mình tu một cái là thành Phật liền. Cũng như Đức Phật tu đời đời kiếp kiếp rồi. Cho nên Ngài chỉ tu 6 năm là Ngài thành Phật thôi. Còn những người khác tu 60 năm, 600 năm chưa chắc thành. Còn cái phép Quán Âm thì mình tu trong lúc mà truyền tâm ấn đó, thì Sư Phụ cũng sẽ giảng nghĩa cho những cái cảnh giới từ đây cho đến cảnh giới Phật, nó có bao nhiêu cảnh giới, mình đi ngang qua bao nhiêu cảnh giới. Thì những mỗi một cảnh giới nó có những cái điển hình bằng màu sắc gì, bằng hào quang như thế nào, hoặc là cảnh giới thấp thì nó như thế nào, cảnh giới cao như thế nào, có những cái âm thanh gì để đại diện cho cái cảnh giới này, cảnh giới kia, thì Sư Phụ sẽ nói cho họ biết. Cái khi mà họ tập phép Quan Âm đó thì họ sẽ đi từ bậc vậy đó, cũng như mình học trung học lên từ đệ thất lên tới đệ tứ, đại khái như vậy. Thì họ sẽ tự biết lấy, nếu họ còn chưa rõ thì họ có thể viết thơ hỏi cho Sư Phụ. Nó bây giờ cảnh con như vậy đó là cái cảnh gì, ví dụ vậy, thì Sư Phụ chỉ dẫn là tức là nói một cách nôm na là họ đã đạt được tới một cái thức tỉnh, awakening, đúng rồi, trong tâm hồn của họ thức tỉnh tới một mức độ nào đó. Thành ra họ có thể nhìn mọi vấn đề một cách khác nhau. Thành ra như vậy, chứ không phải là họ thấy là thiên đường hay là cái gì hết, nhiều cảnh Phật khác nhau như họ nói, nhưng mà vì cái lòng của họ được giác ngộ và được khai ngộ, thành ra họ nhìn thấy mọi cái vấn đề nó khác. Dạ thưa, cũng có nhìn thấy cảnh Phật và thiên đàng nữa, nhưng mà cái nhìn đó là bởi vì cái tâm linh mình đã thức tỉnh mà mới nhìn thấy. Chứ không phải vì mình nhìn thấy như vậy nó là quá quý và cái mình cao hơn người ta, không phải. Mà tại con mắt huệ mình nó đã mở ra, cho nên mình thấy thế gian và thấy thiên đàng, thấy địa ngục cũng thông suốt. Thưa như vậy. Thưa như vậy thì có thể rằng thiên đàng cũng có thể ở xung quanh chúng ta. Ở xung quanh, ở sát bên. Mà địa ngục cũng là xung quanh chúng ta. Ở trong tâm hết. Không thấy hết. Dạ thưa đúng vậy. Dạ thưa đúng vậy. Cảm ơn. Cũng như con cú đó mà, ban ngày mà để sát mặt trời đó, nó cũng không thấy, nó không có mặt trời. Tại con mắt nó khác. Như vậy thì là, tức là Pháp Sư chỉ dẫn cho các người đồng tu của Pháp Sư cái con đường để tìm được chính mình. Tìm được cái thiên đàng của chính mình. Chứ không phải Sư Phụ cho họ cái gì hết. Cái đó thì hồi xưa nhà Phật cũng có nói là Phật tự tâm. Mà mình cũng có khi mình không biết đâu, mình cứ đi chùa mà mình cũng không thấy Phật, mà Phật ở trong tâm mình. Cứ lại ông Phật gỗ rồi, mà quên ông Phật chính trong tâm của mình. Ông Phật gỗ là để nhắc nhở mình biết tìm ông Phật trong tâm mình. Mình lại Phật như vậy mới là đúng. Chứ còn mình, nếu mình nghĩ tất cả quyền năng đều ở trong vị Phật gỗ đó thì mình sai. Có người thì nói rằng có nhiều người theo mà khi đã được truyền tâm vấn đó thì họ bỏ bổn phận của họ đối với gia đình của họ, vợ bỏ chồng thì không lo,
công chuyện nhà cửa nữa, chỉ cứ lo tu hành không. Như vậy thì có cái sự buồn phiền trong gia đình, thì Pháp Sư có chấp nhận những cái sự việc đó không? Dạ thưa, cái này có lẽ trước kia đó, cái lúc mà hồi đó sư phụ còn mặc áo nhà tu á. Tại vì sư phụ nghĩ rằng cái lúc mà bỏ gia đình ra đi là nghĩ rằng đi tu mới là con đường chính đáng nhất. Thành ra sư phụ mặc áo nhà tu mà. Sau đó thì những người đi theo sư phụ học họ tưởng rằng cũng phải mặc áo nhà tu, bỏ gia đình đi mới được. Nhưng mà họ không biết rằng tại cái mệnh của sư phụ là như vậy, nhưng cái mệnh của họ không nên như vậy. Cho nên sau này sư phụ thấy họ cứ bỏ gia đình con cái đi theo sư phụ đó, mà sư phụ khuyên hoài không được đó. Sư phụ mới đổi áo, sư phụ nói thôi bây giờ ta mặc áo giống như các ngươi đi. Mấy người ở nhà làm việc đi, không có cần gì phải cạo đầu, phải bỏ quần áo, phải thay quần áo hoặc là đi theo sư phụ. Tại vì sư phụ muốn đem đến hạnh phúc cho quý vị, chứ không muốn làm cho gia đình quý vị tan vỡ. Chưa có đem lại hạnh phúc mà đã làm quý vị gia đình tan vỡ thì phải không được. Thì cái áo này nó làm hại cho quý vị quá, thôi sư phụ cởi ra. Thì từ đó về sau nó bớt đi rồi, không còn cái vấn đề mà bỏ gia đình đi theo sư phụ nữa. Nhưng mà ở nhà, ở tại gia, làm Bồ Tát tại gia, làm một vị Phật tại gia đình. Thì giúp đỡ xã hội. Thế như vậy thì sư phụ mà dạy cho tất cả các người đồng tu đó là cái cách là họ phải, thứ nhất đó họ phải làm tròn bổn phận của họ. Đúng. Trước. Đúng rồi. Đối với gia đình và xã hội. Rồi khi làm tròn rồi đó thì như sư phụ đã được phép của người Phổ Ngẫu cho đi tu đó thì có cái sự đồng thuận trong đó. Thưa phải. Nhưng mà với lại lúc đó sư phụ chưa có khai ngộ. Mà sư phụ nóng lòng quá đi. Sư phụ muốn nói bây giờ ở nhà hoài có biết tìm đâu minh sư. Chứ còn bây giờ sư phụ đã đi tới tận cửa quý vị rồi. Sư phụ chỉ cho quý vị cách tu mà sư phụ đã tu. Thì quý vị khỏi cần phải bỏ nhà đi đâu. Hồi trước sư phụ bỏ nhà là tại sư phụ không có biết minh sư đâu. Sư phụ phải bỏ nhà ra đi tìm mà. Phải không? Vậy thôi. Nhưng mà lỡ bỏ đi rồi, 6 năm ông chồng cũng chờ đợi. Rồi ổng 6 năm sau ổng có vợ khác rồi. Rồi ổng lẽ sư phụ đi về dành mình đã rồi. Thành ra lỡ bỏ thì đi luôn. Thưa một số người Việt Nam trong cộng đồng chúng ta đó, vì trong quá khứ đó bà đã bị các nhà lãnh đạo và các chế độ lừa gạt, nên ít khi họ tin ai. Khi thấy có những người làm việc bất vụ lợi, tôi làm chương trình tị nạn thì tôi biết có nhiều người hỏi chứ tại sao chị làm cái việc đó, có được cái gì không? thì như vậy đó, nhưng mà những cái nghi ngờ đó và những cái thắc mắc đó cũng chính đáng. Thành ra thưa Pháp Sư có thể cho biết rằng họ có những cái câu hỏi là khi mà Pháp Sư đi mà thuyết giảng như vậy thì vấn đề phương tiện thì ai lo cho Pháp Sư? Và những cái chương trình mà tị nạn mà Pháp Sư đã có lòng đi vận động, như chúng tôi đã biết ở trên Liên Hiệp Quốc và các nước đó, thì và có định cho một số tiền nếu mà họ chấp nhận cái người tị nạn bị hồi hương đó, bị hồi hương khi mà rất thanh lọc đó, thì những cái phương tiện đó Pháp Sư có thể cho đồng bào chúng ta biết để mà có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái đường lối giảng dạy của Pháp Sư không? Dạ thưa được chứ. Những câu hỏi rất là chính đáng, được chứ. Thì sư phụ thì đi làm việc thì cũng có người nghi ngờ, thì dĩ nhiên tại vì họ cũng đã bị có lẽ bị lừa gạt. Hoặc là cái tâm, nhiều khi tâm họ nghĩ rằng làm gì có những người như vậy thì cũng đúng. Cái vấn đề tài chánh thì sư phụ tự lo lấy. Sư phụ có trời cho sư phụ có nhiều tài nhỏ, ví dụ như cái gì đó, hoặc vẽ đó. Dạ thưa, họa đó. Dạ thì những cái bức họa của sư phụ bán cũng được rất nhiều tiền. Rồi bán mình cái bằng syndicate đó, mình copy á, bán toàn trên thế giới, cho nên bán cũng kiếm được nhiều tiền. Rồi sư phụ nhiều khi bán xe, bán cổ, bán quần áo, bán đồ mà mình có để lấy thêm tiền. Như kỳ này sư phụ cái lúc mới đi hoằng pháp thì tiền nó hơi eo hẹp, tại vì mới mua xong một miếng đất cho học trò họ làm thiện đường nên tiền hơi eo hẹp, rồi đùng cái đi hoằng pháp luôn. Sư phụ bán luôn cái xe luôn. Bán xe nhiều khi nó bỏ thêm tiền vô đàn đi hoằng pháp. Còn cái vấn đề mà giúp cho người tị nạn á, với lại những người đệ tử của sư phụ họ cũng làm việc nha. Sư phụ dạy cho họ làm nữ công, hoặc là làm những cái việc gì mà có thể kiếm ra tiền để tự nuôi cho mình.
rồi còn tiền dư á thì mình đưa hàng Pháp, mình in sách biếu người ta, hoặc là mình giúp đỡ những người nghèo trong nước Đài Loan cũng như toàn cả thế giới. Thành ra những cái tiền đó đều là do sư phụ và đệ tử kiếm ra hết, chứ không có đi quyên hoặc là không đi xin. Nhưng mà trừ khi có một lần đi quyên, thí dụ như giúp cho người Philippines á, thì cũng có quyên, quyên ở bên ngoài. Nhưng mà 99% là tiền của sư phụ, còn cái quyên bên ngoài chỉ được có 1-2% thôi á. Tại vì nó cái lúc đó quyên hơi nhiều, tôi bỏ hơi nhiều, cũng 1 triệu mấy tiền Mỹ Kim đó, thưa cô. Yeah. Cho nên sư phụ nghĩ rằng sợ mình làm không được, sợ tôi nghĩ rằng cho quần chúng mà hỏi luôn, thì nó mới đăng báo. Chứ còn thường thường sư phụ giúp đỡ những người khác mà trong cái số lượng của sư phụ á, thì sư phụ không có đăng báo mà kêu, chỉ có 1-2 lần đó thôi. Yeah. Còn yeah, vấn đề tị nạn á thì thí dụ như người nào mà ở nước nào mà nhận á, thì sư phụ bán hết tài sản chứ, bán mấy cái trung tâm thiền á. Trung tâm thiền sư phụ đã trả tiền hết rồi, không có thiếu nợ đó. Mỗi cái trung tâm thiền mấy trăm ngàn á, mình bán chung lại đó là mấy triệu đó. Nhưng mà tại họ không nhận thì sư phụ cũng để vậy. Dạ, thì bây giờ theo chúng đại chúng tôi biết đó, là đã phỏng vấn tuần trước cáo vị trên Bộ Ngoại giao đó. Dạ. Thì cái chương trình tị nạn đó đã phải kết thúc. Dạ. Và trong năm nay thì không có người nào vượt biển hết. Dạ. Và nhưng mà còn một số người ở động lại, các đại tị nạn họ rất thanh lọc đó. Dạ. Họ cũng muốn đi. Muốn đi các nước để tăng, không phải đi về. Đúng thành rồi. Ra có họ còn, nhưng mà chính sách của Liên Hiệp Quốc, các quỹ tị nạn và chính sách của các nước mà đã ký kết cái chương trình kế hoạch toàn diện đó. Dạ. Nói rằng họ tới giờ phút này thì họ không có thể nào mà cho đi nữa, vì họ đã rất thành lọc thì có thể là cứu xét những vấn đề bất công thôi. Yeah. Nhưng mà ngoài ra đó thì trong các trại tị nạn, để mà áp lực người ta đi về đó thì họ không giúp những cái chương trình về xã hội ở trong đó, mặc dầu những cái cơ quan mà NGO đã thành non-government organization họ muốn giúp nhưng mà không được Liên Hiệp Quốc cho giúp nữa. Yeah, đúng. Thì nếu mà không biết sư cô có biết việc đó, đại để mà có thể mà vận động với Liên Hiệp Quốc với một cái tư cách một cái nhà tu hành, đã lo nghĩ cái việc đó để đối với Liên Hiệp Quốc và các quốc gia trên thế giới không, để xin họ là có ít nhất trong lúc chờ đợi có thể có những cái chương trình mà cho các em con em ở trong các trại tại Đông Nam Á. Dạ thưa, trong các trại thì họ cũng có vấn đề không có vấn đề học vấn nữa, cũng có. Nhưng mà bây giờ là bây giờ họ không rồi. Họ nhất định là họ bỏ những người nào mà đã rất thanh lọc thì không được gì hết. Bây giờ vậy hả? Nếu mà không chịu về thì ở đó bao nhiêu năm cũng được, nhưng mà họ không muốn cho gì như vậy, để làm cái đó là cái áp lực. Dạ. Để họ phải tự nguyện hồi hương. Là mới đây đó hả? Dạ, mới nhất. Dạ. Dạ. Tại cái này sư phụ chưa có được báo cáo thì không biết. Dạ, dạ. Cảm ơn cô đã cho có biết. Có nhiều tổ chức trong cộng đồng Việt Nam đang tranh đấu cái vấn đề. À dạ. 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 Tại vì sư phụ thì thí dụ như trại Hồng Kông, trại Hồng Kông thì sư phụ đã gửi đệ tử người Mỹ qua đó dạy tiếng Anh cho họ. Dạ. Mà không thấy họ bị trả về cho tới lúc này, cho nên sư phụ tưởng rằng mọi việc đều êm đẹp. Dạ. Nên sư phụ không biết, có lẽ cái mới nhất. Dạ, mới nhất hả? Dạ. Dạ. Tại vì học trò của sư phụ chưa có bị trả về. Nhưng mà cái người dạy đó thì không sao, người dạy có thể dạy những cái người mà công rất thanh lọc, họ cũng còn chở đi đó. Còn cái trại kia là trại để riêng ra. Dạ. 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 Nhưng mà họ có cái áp lực như vậy không chính thức. Dạ dạ. Chứ không có nghĩa là chính thức. Dạ dạ, vậy hả? Dạ. Dạ. Vậy thì để sư phụ đi hỏi lại, hoặc là mình thương lượng, hay là mình yêu cầu họ làm sao. Dạ. Vấn đề Liên Hợp Quốc, để như thí dụ như sư phụ đi bên đó đó, nếu mà có dịp mà gặp những nhân viên cao cấp bên đó đó, và họ có thì giờ nói chuyện với sư phụ và chấp nhận cái lời yêu cầu nói chuyện với sư phụ đó, thì sư phụ sẽ nói vấn đề này. Dạ. 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 Chúng tôi cũng đã chúng tôi cũng được biết rằng có một số người Việt Nam đã biết đến cái pháp Quan Âm của Pháp Sư tại Việt Nam trước khi đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ. Thì họ có nói là
do người Đài Loan đem qua và truyền bá cái pháp Quan Âm của pháp sư, và cả là có đem về những cái test cái video nữa để theo họ theo dõi, thì họ rất là phấn khởi. Và như vậy thì trong tương lai pháp sư đã có để ý đến những người Việt Nam số số, và có những cái chương trình gì để thuyết giảng ở bên Việt Nam, hoặc là pháp sư đã giúp đỡ gì về cái những sao qua những cái thiên tai tại Việt Nam vừa qua không? Dạ, dạ thưa, có giúp hai lần. Lần thứ nhất hình như 200 mấy chục ngàn mỹ kim cho cái nạn lụt của Long An hay chi đó, dạ thưa, miền Nam á. Rồi đã. Dạ thưa, không phải miền Nam. Long An, Nam. Miền Nam, miền Nam. Dạ, dạ thưa. Dạ. Thì cũng có đem lần thứ nhất có đem về như 200 mấy chục ngàn mỹ kim đổi ra tiền bên đó. Rồi có cứu giúp cái kỳ đó vì cái thông hành cho phép đệ tử sư phụ có 8 người mà 8 quốc gia khác nhau. Sư phụ phái đi qua đó, họ đem tiền trao tận tay cho từng người và gạo có chừng 50 ngàn người cứu trợ. Và kỳ thứ hai đem tiền về cũng nhưng mà vì vấn đề trục trặc sau đó chưa không có làm được. Dạ. Còn sư phụ nếu muốn nhưng mà tiền thì cũng để Việt Nam chứ không phải làm được rồi không làm được đem về. Dạ. Chính phủ chắc với nó họ lo dùm. Dạ. Còn thì sau này đó, tại vì cái vấn đề trục trặc đó thành ra không có có thể đi về Việt Nam nữa để mà cứu trợ thêm. Chứ lẽ ra sư phụ cái chương trình cứu trợ sư phụ còn muốn tiếp diễn hoài hoài. Tại nếu Việt Nam mình cũng chưa có khá gì lắm. Dạ. Nhưng mà tại vì có lẽ hành chánh cũng không có được thông suốt lắm chi đó. Rồi những người đệ tử của sư phụ qua đó làm việc cũng hơi khó khăn. Thành ra họ không có đi qua nữa. Dạ. Còn sư phụ có về Việt Nam hay không á, thì đó là còn phải coi cái phước báo của dân mình và cái vấn đề khai mở của chính phủ Việt Nam, chứ không phải sư phụ một mình mà quyết định được. Còn lúc nào sư phụ cũng nhớ quê hương, cũng muốn về Việt Nam chứ. Thường thường sư phụ đi bằng pháp mà có dài Việt Nam không á chứ. Tại kỳ này đi vô từ phi trường đi vô Hoàng Pháp luôn, không kịp thay quần áo. Dạ, có một cái điều mà đại chúng tôi nhận thấy qua những cái video của pháp sư khi đi thuyết giảng đó, thì có nhiều sắc nhân khác nhau và phần nhiều là người ngoại quốc. Thì hiện giờ pháp sư có thể cho quý khán thính giả của đài biết về con số ước lượng có bao nhiêu người đồng tu hay là đệ tử hay là discipline gì của pháp sư để cho quán khán thính giả biết không? Dạ, chắc thật tình mà tu hành á, thật tình mà tu mà muốn đi trên con đường của Phật đó, hoặc là muốn thành Phật, thật tình chỉ mà muốn tìm Phật thôi á, thì chỉ có chừng thì có thể nói là đệ tử ruột thì cũng mấy chục vạn thôi. Nhưng mà còn những người mà tin theo đó thưa cô, hoặc là những người mà chỉ tu theo phép phương tiện mà sư phụ chỉ dạy sơ sơ đó, ngồi thiền thấy chút đỉnh đó, hoặc là giúp đỡ chút ít về vấn đề tâm linh của mình mà không có thật tình muốn thành Phật đó, còn muốn nghĩa là còn muốn một ít thế gian đó, thì thưa rất nhiều và không thể tính được hết. Dạ. Thì như vậy không có nghĩa là họ không theo cái phương pháp đó, nhưng mà họ chưa đạt được tới một cái mức độ. Dạ thưa, họ ăn chay không được. Dạ. Thành ra họ nói dạ thôi sư phụ chỉ cho con chút con ngồi thiền thôi chứ con không truyền tâm ấn. Vậy đó. Dạ. Dạ. Thưa pháp sư, những cái cuốn này của pháp sư in ra đó thì có thể những cái khán thính giả hay là ai có muốn đó thì có thể liên lạc ở đâu để mà biết rõ biết về cái chương trình này không? Chúng tôi cũng được tặng hôm qua và đó, không biết là pháp dạ sư thưa có... Dạ thưa, cái này của học trò họ in đó, dạ có nhiều thứ tiếng lắm. Nếu quý vị nào muốn thì liên lạc về cái trạm nào gần nhất của mình đó, hoặc là liên lạc thẳng về Đài Loan, nó có địa chỉ đâu đây trong này chắc có chứ hả? Dạ thưa, địa chỉ trong mấy cuốn sách đó, đó là hình như đây nè. Ai à, sư phụ cũng chẳng biết đây address. 39 Tông San Hồ, San Hồ Village,
see Hu Xia. Oh, this is terrible. I don't think that we'll be able to write it down. So, anybody can. Oh, đợi nói tiếng Anh nữa. Yeah. Những vị nào mà muốn á thì có thể liên lạc với bất cứ một cái trung tâm thiền nào mà ở gần nhất của quý vị đó đó. Dạ, rồi thôi hỏi thẳng địa chỉ Đài Loan cũng được, hoặc là mình hỏi ở đó rồi họ chỉ cho cách. Tất cả những sách này để, hình như họ đều miễn phí hết á, thưa phải không? À, những sách đó thì không miễn phí, sách đó phải kêu bằng cái gì, đóng góp tùy theo. Dạ. Còn những cuốn gì đó, cuốn mà tạp chí mỗi tháng là đều miễn phí. Dạ, dạ thưa, miễn phí hết. Dạ. Truyền tâm ấn cũng miễn phí luôn. Dạ. Thưa cũng thấy rằng pháp sư đã làm như vậy thì đã có bỏ ra nhiều công sức và phương tiện cũng như tài lực để mà chỉ dẫn và cái phương pháp đó để cho quý vị nào muốn tự khai ngộ. Thì có một cái điều mà chúng ta cũng thấy rất là vui mà rất là có thể người ta cũng hay để ý là không biết tại sao pháp sư có bữa thì mặc cái đồ này, có bữa mặc đồ kia, nó khác nhau. Mà có nhiều người thì nói sao bà đó bà tu mà lại bà mặc đồ rất là mòn mè. Thì như vậy thì đây là cái dịp để pháp sư giải thích cho tất cả các quý vị biết. Mặc cho nó vui mà. Ở đời buồn quá đâu có chuyện gì làm. Tại vì mình làm cho giống như người khác á, tặng cho họ gần gũi. Còn nếu sư phụ mặc áo cà sa như hôm trước á, thì đi đâu người ta cũng sập sinh ta lại hoài, chưa kịp nói tiếng nào hết. Đã kêu thầy kêu trò rồi ngồi không dám ngồi gần, không dám ngồi giống một cao độ, rồi ngồi không dám ngồi gần, nói chuyện không dám nói, cứ dạ thưa rồi lại hoài, sư phụ mệt quá. Thầy thường thường sư phụ muốn cho họ đừng có chấp nhất trong cái hình dáng bên ngoài và đừng có ngó ngàng tới những người mà người ta đẹp. Tôi nghĩ rằng như vậy người ta không tu. Có nhiều người đẹp mà họ tu hành rất là cao siêu, còn có những người không đẹp hoặc là không trang điểm gì cả, quần áo xốc xếch mà không có gì cả. Thành sư phụ muốn cho đệ tử của sư phụ hiểu rằng mình đừng nên chấp nhất bề ngoài, mình phải tu, mình biết cái tâm mình bên trong là được rồi, đừng có ngó ngàng tới những chuyện của người khác. Tính thầy mình là một người như vậy thì mình đừng có phê bình những người khác làm gì. Thí dụ vậy đó, sư phụ đem một cái ví dụ ra để cho họ, mình làm một cái ví dụ sống động cho họ thấy. Chứ thường thường nếu mà người đi tu còn dòm ngó cái này cái kia, nó bà đó sang, bà đó đẹp, bà đó thế này thế kia, như vậy mình tu không bao giờ thành cả. Lúc nào phải hướng bên trong hết. Như vậy thì cái người đi tu tức là đi tìm được con đường giải thoát và tức khắc khai ngộ như vậy đó, thì không nhất thiết là phải mặc áo thì mới biết được là thầy tu vào. Dạ thưa phải, thưa phải. Dạ. Thí dụ như lúc Đức Phật còn đi tu có nhiều vị tu lõa thể, Phật cứ nhạo mấy người đó hoài. Thí dụ vậy đó, mình tu bên trong đâu phải tu quần tu áo. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên sư phụ làm như vậy cũng có rất nhiều người bớt sự kính trọng đối với sư phụ. Nhưng mà sư phụ không cần phải dựa vào cái áo để cho người ta kính trọng. Vì cái chuyện tu đối với phần đông người mình đó là khi nào họ buồn phiền, hay là họ đau khổ, hay là họ già không thiết tha gì mới tu. Chứ còn bình thường họ sung sướng thì họ không nghĩ tới cái việc tự giải thoát. Cho nên mình mới có quan niệm rằng đi tu là những người nào mà quần áo không có thiết tha gì nữa, không trang điểm gì nữa, không ai muốn nữa, không ai ham nữa, không đẹp đẽ gì mới đi tu. Thành sư phụ muốn đánh vỡ cái quan niệm đó. Người đi tu phải sung sướng mà đẹp đẽ, càng ngày càng kêu tươi vui, chứ không sung sướng tu càng ngày càng già càng xấu, càng nhăn nhó, càng buồn bã thì thành Phật gì, thành ông Phật buồn à? tức là tu đó là tự tìm cho một cho mình. Như trở lại cái đề tài của pháp sư đó là tức khắc được khai ngộ và sống một cuộc đời yên vui. Dạ thưa phải. Đúng vậy. Xin cảm ơn pháp sư đã cho khán thính giả của đài Việt Nam Vision of America Network một buổi nói chuyện rất hữu ích và phong phú. Xin kính chào quý khán thính giả và xin hẹn quý khán thính giả vào một cái chương trình khác của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn pháp sư.
Xin cảm ơn cô, cảm ơn những nhân viên làm việc và cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ công mà theo dõi chương trình như thế này. Nhưng mà cái chương trình này của cô Mary Chi làm là quý giá hơn gấp trăm vạn lần những chương trình khác. Cho nên cái thời giờ của quý vị bỏ ra rất là xứng đáng. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị vạn sự như ý và sớm khai ngộ để cuộc đời sống thêm hạnh phúc, tươi vui. Kính thưa sư phụ, gia đình chúng con được 9 người con. Dạ. Mà có 4 đứa sang đây được hơn 10 năm. Dạ. Thưa bác, ở ngoài Bắc đi qua đây hay là miền Nam ạ? Dạ, thưa sư phụ, chúng con là gốc Hà Nội. Dạ, thưa biết, nhưng mà bác ở từ đâu? Coi như là di cư vào Sài Gòn. Dạ, là tức là ở Sài Gòn. Tư. Dạ, chúng con là ở Nha Trang. Dạ, dạ. Vậy à? Dạ, Khánh Hòa ạ. Dạ, dạ. Vâng. Mục đích là gia đình chúng con là theo nét quan âm của sư phụ. Dạ. Là có một bữa, có một người đem lại cho gia đình chúng con một số băng. Dạ. Sư phụ. Dạ. Việt Nam. Vâng. Ở Nha Trang. Dạ, dạ. Nhà con là ở trường Lạc Trung Quốc. Dạ. Sao họ đem đến làm gì vậy? Họ đem, họ nói chuyện về phát môn quan âm. À, vậy thì họ cho con mượn. À, là có mấy sứ giả ở bên tàu đem sang. À, vậy sư phụ cho luôn cả một cái đầu máy với cái tivi đó. À, vậy vâng, gần như con. À, các mấy người học trò tàu họ vâng. Họ tốt bụng á. Thì ở bên đó là khao khát xem băng người, người ta đến coi đông chẹt nứt mà công an họ không nói gì. À, vậy à? Vâng. Gia đình chúng con là vào Nha Trang được mấy chục năm rồi theo chùa Nghĩa Phương đó. Yeah. Chùa Nghĩa Phương là chùa đó là hoàn toàn miền Bắc. Yeah, về Việt Nam. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì ông thầy chủ trì đó, ông có giao cho ông nhà con một cái niệm Phật đường để đại diện cho Phật chùa Nghĩa Phương. Dạ, yeah, vậy. Vâng. Thì hồi giờ thì vẫn đi chùa để làm những đi tụng kinh cho tổ siêu của anh với các gia đình Phật tử đó. Dạ, dạ. Ông nhà con này trưởng hộ vậy. Dạ, dạ, dạ. Công văn thưa thầy giới thiệu là bác đây đó là bác cũng là một cơ hội gia hội giám đốc trường trung học ở Nha Trang. À, giám đốc trung học Nha Trang. Được hai vợ chồng được đột tụng ở đây. Dạ, dạ. Con cũng ở đây lâu rồi thì ở đây tôi cũng giúp đỡ cho cậu con đó một mình mà đem hết gia đình qua. À, thì ra cái gia đình này đó thì có 12 người và có cái cậu này chót nhất mới thì người ta mới nghe qua. Dạ, dạ. Dạ. À, đây là con bà con. Dạ, vậy con thứ tư mà mới về cho mến về đây. Ôi, dạ, thế là chót đấy. Chót đấy. Dạ, mấy người kia vô hồi nào bác? Dạ, mấy người kia thì vô cùng nghe con hôm mà đi rất si. À, dạ, 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 đúng rồi. Dạ, thế phải. Thì coi như giờ có mấy đứa trong ngoại, mấy đứa con rể nó cũng truyền hết. Bên nhà con là hoàn toàn không có ai là không có truyền tâm ấn. Thì còn có ba đứa con ở bên Việt Nam. Yeah. Thì hiện giờ các cháu nó cũng ham lắm. Yeah. Có mấy chục cuốn băng của sư phụ đó. Nhiều vậy à? Vâng, giờ cứ mở cho tất cả người ta đến con. À, dạ, yeah. Nhà con mấy. Yeah. Anh Tuấn mời anh Tuấn tới, anh Tuấn là con là mà mời bác cho để anh Tuấn ngồi. Anh Tuấn cũng Tuấn là điện lực viên này. Điện lực viên mà là con hả? Anh Tuấn là ở gần nhà. Ở gần nhà vậy hả? Vâng, hàng tuần là đi cộng tu buổi nắng. Anh Tuấn có một cái thiền viện ở đây phải không? À, dạ, có ở đây ở mỗi trung tâm có một cái để cộng tu hàng tuần á, mỗi người đã tới thì trung tâm nhà một trung tâm thì thường đó là ngày nào những ngày nào thế này dạ thưa hồi trước thì ít đồng tu thì có ngày chủ nhật từ 6 giờ sáng tới 9 giờ dạ. Thì xong rồi nói những giáo lý của sư phụ rồi xong một cái về thì mỗi tuần là phải mỗi thứ cộng tu thì mấy tiếng đồng hồ từ 9 giờ tới dạ thưa mỗi tiền là 2:30 hay là thiền 2:30 mỗi một tuần còn tám tiếng riêng thì thiền nhà thì anh có một cái nơi để cho họ tới dạ đúng là mỗi một nơi trung tâm nó có chỗ cùng tôi để cho họ tới hàng tuần này dạ. Cùng tôi để gặp gỡ đó để thêm cái tình thân mật hơn xíu anh đã trình trình tâm ấn anh đã theo cái pháp quan âm này
Trong vùng này thì có, tôi cũng thấy có nhiều anh em trẻ lắm. Dạ, đúng rồi, dạ. Có những người trẻ họ tu hành rất là nhiều á. Có phải họ tu, họ kiếm bên xưa không có đó, nhưng mà sao mà gặp sư phụ thì họ có tới, họ điền đơn. Nhưng mà trường hợp cũng đông. Nhưng mà nếu mà họ tới mà tới cái thiền viện đó mà không có minh sư đó thì họ phải đợi tới một lúc nào mới được truyền tâm ấn tổng anh. Dạ thưa, nếu họ muốn tìm hiểu thì ở đó có những cái information, những cái tờ đơn á. Họ muốn rồi trung tâm sẽ chỉ dẫn họ làm. Ví dụ họ ăn chay được bao lâu, họ muốn tu hành á, điền đơn xong khi mà có cái rồi cái thứ gửi lên thiền đường tránh ở nơi xưa đó. Thì có truyền tâm ấn thì tôi sẽ thông báo, là tôi lên học viên sẽ thông báo những người đó biết ngày nào có truyền tâm ấn thì họ sẽ lên nó họ truyền. Mà ai truyền? Dạ thưa sư phụ truyền chứ không ai truyền á. À không, dạ, được ai hết. Dạ sư phụ truyền thôi. Có đại diện không? Dạ có đại diện thì những cái người đó là công cụ của sư phụ thôi. À, là công cụ sư phụ thôi. Họ chỉ nói những cái, họ chỉ lặp lại những lời đó thôi. Rồi cái nguồn truyền thật sự là power là của sư phụ. À, dạ, chứ không có người nào truyền tâm ấn. Dạ, chứ không sư phụ. Dạ. Chưa có. Có thể hôm nay sẽ có. Dạ. Thế nhưng mà cái số người tới, một cái số người bao nhiêu mới có thể mà đi lên cái tên New Jersey? Dạ thưa, cái đó là cũng không biết, tùy theo ở bên Đài Loan họ quyết định. Họ quyết định với sư phụ quyết định tiền vấn nào thì báo qua bên New Jersey. New Jersey có báo ở đây thì ở đây sẽ báo cho những người mà họ muốn tiền vấn đó. Thường thường ở đông mới có chuyện một lần luôn. Thưa Pháp Sư có thể cho biết rằng một số là bao nhiêu người thì Pháp Sư mới, hay là những cái pháp của Pháp đồng Sư mới cho phép để mà đủ người để khỏi mất thì giờ để truyền tâm ấn. Dạ thưa hiểu rồi. Dạ thưa, cái này cũng không có nhất định đó, thưa cô. Nó tùy trường hợp. Thí dụ như sư phụ phái một người hay hai người qua Mỹ á, rồi họ đang ở Washington đây. Đúng lúc đó thì có một người muốn truyền tâm ấn thì truyền cho họ chứ. Dạ. Rồi mai mốt anh đi rồi làm sao? Thí dụ vậy. Dạ thưa, tùy trường hợp chứ cũng không phải nhất định là phải bao nhiêu người mới truyền. Dạ. Tùy theo cái sự cái bằng công phí nhìn là sao họ. Cái sự thuận tiện cho đồng tu và cái lúc đó có người hay là không có người ở đó làm công cụ cho sư phụ. Dạ. Thì như vậy thì những cái người mà nào mà có thể gặp được mà pháp sư mà biết rõ và nghe được nói chuyện mà truyền tâm ấn thì rất là họ có rất là có cơ duyên phải không ạ? Dạ chắc vậy. Dạ. Dạ. Thưa, cảm ơn pháp sư. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Gia đình chúng con thì cũng biết đội ơn sư phụ đã giúp đỡ gia đình, nay đã toại nguyện lòng của con là tất cả gia đình truyền tâm ấn. Dạ, bác muốn sao được vậy mà. Do con nhiều thì nghiệm con giúp mình. Dạ. Con bị nằm kim bao cái gãy tay. Dạ. Giờ em cách độ mấy tháng sau rồi con nó chở đường, cái xe Mỹ nó tung nát hết. Dạ, dạ. Mà con không có sao. Dạ. Con đổi ơn sư phụ. Dạ, thưa ông cái gì? Bác tu hành thì có được phước báo chứ, cảm ơn sư phụ là làm gì đâu. Ai đưa nó tiền vào giúp, ngồi đâu có làm gì cho quý bác đâu. Thì chứ không có thì cũng nghĩ trên nghĩ tại gì đâu có mà. Có làm gì cho bác đâu. Dạ, thưa bác nói. Dạ. Kính bạch sư phụ, con có một nhân duyên ngay là có cô Trinh. Dạ. Đến đây là được gặp sư phụ mà con đã cái ước vọng con từ thế nào. Dạ. Cho nên con đã thấm cái hình của sư phụ. Sư phụ đắc y đó, cái hình đó con mang lên để trên lầu đó. Yeah. Nhìn thấy con gái nó thì lúc nào thấy hóa thân sư phụ bước ra không? Dạ, từ đâu mình bước ra hả? À, trong mình bước ra. Chắc mắt đó của nó là sao đó hả? Sư phụ đã chuyển ra vấn khi mà hôm ở New Jersey đó. Chắc mắt nó thèm. Mắt hư hả? Mắt hư thèm con gái. Mắt hư thèm con gái. Dạ, đứa cháu thèm. Con gái mà nó. Dạ, thưa mẹ. Cảnh đi ra. Mà sao cố nói tùm lum ra vậy? Sư phụ biểu không có được nói mà sao nói hoài. Ngày xưa thì một là vì gia đình con được cái rất là toàn nguyện. Sang bên này là con có ước vọng tập mới đầu. Con tới Mỹ Nga là con liên hệ với cô Phượng, hỏi là cô Phượng. Dạ. Yeah. Cho nên đã... Sao ai cũng liên lạc cô Phượng hả? Cái hồi đầu tiên ăn được 2 năm. À, nói với cô Phượng. Dạ. Con lên được cái phụ truyền là cái ngày thứ 6 năm 92 đó. Dạ. Gia đình có 8 người. Dạ. Hôm qua thì có để mẹ con cháu á. Dạ. Chưa hoàn toàn mấy ngày nữa. Dạ. Chuyển đến hết cả. Dạ. Thì chúng con thì được nắm ước phòng sư phụ
về đây sư phụ cho làm cái thiền đường miền Đông Bắc. Dạ. Thủ đô Mỹ. À, ở đâu? Ở đâu? Đông, Đông Bắc chỗ nào đó? Đông Bắc là Mỹ rồi mà. Anh muốn ra thủ đô để tìm. Vậy đó, chứ bây giờ bác sư phụ đi kiếm, sư phụ không có rảnh nhé. À, ok.